Xin chào cả nhà. Hôm nay Cưng sẽ quay chậu bonsai cho cả nhà xem mà cả nhà ơi. Chậu bonsai 40 đắp ụ cát quay chậu bonsai. Cả nhà xem hãy cho Cưng like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vũ Quyển Quỳnh Tùng với cả nhà. Chúc cả nhà làm ăn phát đạt và xem video vui vẻ.
Vậy thì tới đây con xin kết thúc clip ở đây. Cả nhà xem hãy cho Cưng like, đăng ký kênh, xem quảng cáo ủng hộ giúp Cưng 20 giây cả nhà. Chúc cả nhà mình làm ăn phát tài, bình an và hạnh phúc. Chào cả nhà, bye bye.